tích thích và kích thích lên lên của túi dự trữ của lớp 4. Túi dự trữ của lớp 4 phóng thích ra đi lên trên màng tế bào, từ đó thu nhận glucose từ trong máu và trong tế bào để chuyển hóa năng lượng và đi đến các cơ quan đích. Khi cơ thể mình tiêu hao năng lượng thì kích thích glucose 4 lại di chuyển từ trong tế bào lên màng tế bào, thu nhận glucose từ bên máu và bên trong nó giảm glucose ở trong máu, bên trong tế bào nó sẽ di chuyển các cơ quan đích. Đồng thời thì những người bị béo phì á, đặc biệt là cái vùng bụng to, béo phì vùng bụng to, nó sẽ FFA tăng. FFA là chỉ số axit béo tự do ở trong máu tăng lên, nó sẽ phá hủy tế bào beta tụy, giảm chức năng của tế bào beta tụy, giảm lớn ức chế các axit béo này. Bình thường insulin nó sẽ vào, ở người bình thường insulin vào nó sẽ thực hiện cái chuỗi phản ứng tế bào để hạ đường huyết, nhưng mà cái thằng axit béo tự do này nó cắt đứt cái chuỗi phản ứng nó đi luôn, cắt đứt chuỗi phản ứng làm cái insulin không có thể thực hiện chuỗi phản ứng chuỗi bình thường. Metformin vào thì nó sẽ cắt đứt cái axit amin này, nó hủy cái axit amin béo tự do này, làm khôi phục lại cái chuỗi phản ứng tế bào. Đồng thời cái cơ chế thứ hai là glucose metformin ức chế tăng tạo glucose tại gan. Bình thường khi người mình đói sáng là dậy thì cơ thể mình thiếu năng lượng, thiếu đường, thì gan là nơi cung cấp glucose chính cho cơ thể chuyển hóa, sẽ lấy từ glucagon dự trữ ở trong gan chuyển thành glucose để nuôi cơ thể. Nên còn người ở người bệnh thì bị đề kháng insulin nên lượng đường trong máu nào cũng tăng cao hết, nên metformin nó ức chế tăng tạo đường glucose ở tại gan. Đồng thời cái thứ ba là đồng thời metformin ức chế hấp thu glucose tại đường non. Metformin có thể làm giảm lượng glucose trong máu theo ba cơ chế. Thứ nhất, metformin có thể cải thiện sự nhạy cảm của tế bào với insulin. Điều này có thể làm giảm tình trạng đề kháng insulin. Đề kháng insulin là khi các tế bào trong cơ thể không thể sử dụng insulin. Như tế bào này bao gồm tế bào cơ gan và tế bào mỡ. Insulin là một loại hormone được sản xuất bởi vì tế bào beta tụy. Insulin được biết như chiếc chìa khóa để mở tế bào cho phép glucose từ máu đi vào các tế bào để sử dụng tạo ra năng lượng cho cơ thể. Trong tình trạng đề kháng insulin, insulin không thể gắn vào receptor, mở công khóa receptor. Kết quả là trong giai đoạn đầu của sự đề kháng, tuyến tụy sản xuất nhiều insulin hơn bình thường. Tuy nhiên, sự gia tăng insulin không theo kịp sự gia tăng nhanh chóng của glucose và glucose vẫn còn ở trong máu thay vì đi vào các tế bào. Điều này dẫn đến lượng đường
glucose trong máu giúp gan sẽ sản xuất ra glucose và giải phóng vào máu để các tế bào sử dụng. Đúng không? Đó là trong trường hợp buổi sáng lúc mới thức dậy. Tuy nhiên, ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 do tình trạng đề kháng insulin, gan sản xuất nhiều hơn glucose so với nhu cầu của cơ thể. Do đó, lượng glucose trong máu tăng lên. Metformin ức chế việc sản xuất glucose ở gan. Đồng thời, metformin có thể làm chậm quá trình hấp thu glucose từ ruột vào máu. Khi ăn, carbohydrate trong thức ăn sẽ được hệ tiêu hóa thì giải thành glucose, sau đó glucose được hấp thu vào máu và đưa đến các tế bào trong cơ để sử dụng tạo năng lượng. Sau bữa ăn, lượng đường trong máu tăng lên, metformin có thể giúp làm chậm sự gia tăng của đường huyết sau bữa ăn. Do ba cơ chế tác dụng này của metformin giúp giảm lượng đường glucose trong máu. Xong làm hết đi, xong tí nữa chuyển qua lên. Cơ chế liên quan đến bài tiết insulin. Hay không? Là insulin tác động lên tế bào beta tuyến tụy. Là insulin tác động lên cani bình thường, cani từ
trong tế bào này đi ra ngoài, và khi xung nên nó gắn vào cái kênh kali thì làm cho kali là không di chuyển ra bàn tế bào được đấy, thì nằm trong cái túi động cho bệnh nhân gây khử trùng nào là lý do, tại vì xung nên lên gắn vào cái kênh gắn vào thụ thể kép mu đợt một trên cái kênh KL 6.2 nó làm cho cái kênh kali không mở ra được nữa, mà kali không mở ra nữa thì kali sẽ nằm ở trong tế bào đấy, tế bào là trung hòa với tích âm, thì bình thường là bên ngoài tế bào là dương, bên trong là âm, mà khi kali nó không ra được thì nó cái trung hòa cái tích âm này đi, tình thế của hai cái bên màng gần sắp xỉ bằng nhau thì nó giữ là những kích thích rất thấp nên nó nên là nó gây khử trùng màng, khử trùng màng thì cái kênh canxi này mở ra, canxi mở ra rồi canxi từ ngoài tràn ra là gây phóng thích cái túi dự trữ insulin ra ngoài, insulin ra ngoài thì insulin tăng tiết ở trong máu thì trên nó sẽ gây hạ đường huyết, đây là cơ chế của nhóm insulin lên. Nên có ghi lại cái mình vừa trình bày. Đây cái video béo bụng quá. Sửa đi, sửa. Có cái viết, có hình cái viết này. Không phải, có hình cái viết này. Có hình cái viết chưa? Đây, phải nhìn ở trên này, trên góc phải. Có cái viết đấy. Trên 12 giờ. Mà quên. Méo cái gì lắm. Cái gì lắm. Cái gì lắm. Cái gì lắm.
quan chuyển hóa đều là đường gan. Thế nào? Béo bụng nhé. 60-70%. Chuyển hóa 10-20%. Sao nhỉ? Đẩy qua đấy xem con tôi nào làm nó đi. Chào thầy cô và các bạn, em là Man Đăng Công, em sẽ trình bày tiếp cái phần thuốc trị tiểu đường tiếp theo. Em sẽ trình bày cái nhóm của cái phần cơ chế chế của cái alpha glucosidase. Bình thường trong cơ thể chúng ta là chỉ có khi ta ăn vào chỉ có thu được cái đường đơn thôi. Ví dụ như là glucô, fructose. Mà khi ta thức ăn vào thì đa số là những đường đa thôi. Như vậy thì làm cách nào nó sẽ chuyển được đường đa thành đường đơn? Bạn nào biết không ạ? Khi mình ăn vào á, thì đa số mình ăn vào nó sẽ là các đường đa thôi. Ví dụ như là polysaccharide, disaccharide. Là các chuỗi đường fructose, đường glucose. Nhưng mà bây giờ làm sao để chuyển, phải nhờ cái gì nó chuyển được cái đường đạm thành cái đường đường? Ăn gì? Ăn gì? Các bạn cứ dần đấy là một cái cách của hòa mình. Nhá. Khi mình ăn vào á, trên này nó ăn vào cái đường đạm. Mà muốn được nhóm này chuyển cái đường đa gửi hết lên nhóm thành cái đường đơn đó, thì nó phải nhờ một cái lớp nhá enzyme glucosidase thì đó nó sẽ chuyển các đường xem lại đi anh làm rồi đó đường đa này đường đa là các polysaccharide này hoặc là các disaccharide hoặc là một chỗ cái đường fructose hoặc là fructose hoặc glucose sẽ chuyển thành các đường đơn khi đó các đường đơn sẽ được hấp thụ vào trong máu. Như vậy khi nó hấp thụ vào thì nó sẽ gây tăng đường huyết. Do đó khi nó là ta sẽ chế ra một cái thuốc là cái nhóm thuốc là ức chế chuyển hóa cái đường đơn đường đa thành đường đơn, đó là thuốc alpha glucosidase. Khi ta ăn vào đây thì nó sẽ chuyển sang đây. Khi vậy là cái thuốc ức chế là alpha glucosidase nó sẽ ức chế, nó không cho cái đường đa này thành cái đường đơn, dẫn đến là cái trong cơ thể mình nó cái lượng hấp thu cái glucose đó sẽ giảm sẽ dẫn đến cái lượng đường trong máu nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà cái thuốc này nó có tác dụng là ức chế hoàn toàn, nhưng nó chỉ là làm chậm quá trình là tạo hấp thu đường nhé, làm chậm xuống dẫn đến nó làm hạ đường huyết. Và cái thuốc như đấy là nó chỉ có tác dụng chỉ hạ đường huyết sau ăn thôi nhé, nghĩa là sau bữa ăn thì là có cơ chế này thì mình nó rồi về dưới được học về hấp thu thì nó dưới 2% liều uống được hấp thu dưới dạng thuốc có hoạt tính 35% được chuyển hóa nồng độ đỉnh trong huyết tương là 1 giờ, nồng độ đỉnh chuyển hóa là 14-24 giờ sau khi uống và chuyển hóa hoàn toàn ở đường tiêu hóa nhờ vi khuẩn đường ruột, một số ít do enzyme tiêu hóa và ít nhất 13 chất chuyển hóa đã được xác định và đào thải là T12 vào 2 giờ, không có hiện tượng kích thích thuốc, 50% đào thải qua phân.
và tiêu chuẩn trang và thải qua thận. Chỉ định tác dụng chống chỉ định. Cái nhiều lượng thì bạn xem nhé, hàm lượng nhiều lượng này. Cái này trước mình không. Và chỉ định nó báo là đã chưa hồng ha, không phụ thuộc không hồng. Mọi người tăng glucose máu, đặc biệt tăng glucose máu sau khi ăn, không kiểm soát được chỉ bằng chế độ ăn tập luyện. Và cái tác dụng phụ của này á là nó đầy bụng và đầy bụng buồn nôn và tiêu chảy trung tiện, chống chỉ định là nhiễm khuẩn đường ruột, đặc biệt kết hợp với nét do thuốc có khả năng tạo hơi trong ruột, không nên dùng cho những phụ nữ cho những người dễ bị bệnh lý do tăng áp lực ở bụng, thoát vị, hạ đường huyết, người đái tháo đường tiếp 2 nhỏ 16 tuổi. Và đây sẽ là một chỗ thuốc. Rồi, bây giờ nó sẽ là sang cái nhóm thuốc thứ hai, đó là một thuốc ức chế các động vật chuyển natri glucosamin. Đây là SGLT2. Glucose sẽ được hấp thu vào được lọc qua tiểu cầu thận. Tiểu cầu thận sẽ ra ngoài ống thận. Bình thường thì cái glucose này nó không được phép vào tiểu để đi ra ngoài. Như vậy này, muốn để nó không được ra ngoài thì nó phải có một cơ thể mình sẽ có một cái kênh gọi không gian đồng vận chuyển. SGLT2 là cái kênh này, nó làm cho cái glucose nó bị tạo thải ở ngoài, nó sẽ là hấp thụ glucose vào trong máu, natri vào trong máu, do đó nó dẫn đến là cái đường máu cho cái đường máu cho mình sẽ tăng lên, nó dây ra bệnh tiểu đường. Và bây giờ mình muốn để làm giảm tiểu đường và giảm cái đường xuống thì mình sẽ dùng một cái thuốc ức chế kênh đường vận chuyển này. Khi nó ức chế cái kênh glucose natri này thì khi đó glucose sẽ được chuyển ra ngoài và natri sẽ được chuyển ra ngoài đi ra ngoài. Như vậy khi glucose chuyển ra thì đường huyết sẽ giảm và cái natri nó được chuyển ra thì nó sẽ dẫn đến giảm thể tích của dịch tuần hoàn, nó dẫn đến là nó cho tác dụng trong điều trị suy tim. Cơ chế tác động thì nó là đấy. Trong cơ thể glucose là một chất thiết yếu cho sự trở nên gan thiếu. Tuy nhiên cơ thể lại có sự điều hòa biến giữ lại và sử dụng glucose hiệu quả. Nhưng đối với con người ngày nay lượng calo dư thừa kết hợp với lối sống ít vận động có thể dẫn đến tình trạng thừa năng lượng. Vì vậy, tỷ lệ béo phì và đái tháo đường tiếp 2 đang gia tăng. Đái tháo đường tiếp 2 là bệnh đặc trưng bởi sự gia tăng dai dẳng. Người đàn ông trong máu tăng và tăng đề kháng với insulin, đường huyết tăng cao có thể liên quan đến nguy cơ gặp phải các biến chứng mạch máu, ảnh hưởng đến mắt và các thần kinh ngoại biên và hệ thống tim mạch. Chuyển hóa glucose bao gồm một số bước. Sau khi được tiêu hóa, glucose được hấp thu tại ruột và đi vào qua máu đến các cơ quan đấy. Insulin cùng với các yếu tố khác như chất vận chuyển glucose đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Glucose trong hệ thống tuần hoàn được nọc và tái hấp thu ở thận. Việc tái hấp thu glucose ở thận là một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát glucose máu. Chất đồng vận chuyển glucose SGLT2 là một chất vận chuyển natri và glucose ở ống cận gần và đóng vai trò tái hấp thu khoảng 90% glucose ở ống cận gần. Khi ức chế SGLT2 có thể giảm tái hấp thu glucose ở mạch.
Quá trình này gây ra đào thải glucose nước tiểu. Cơ chế hoạt động này nhằm trực tiếp vào glucose bằng cách giảm tái hấp thu ở thận. Đồng thời, cơ chế này không phụ thuộc vào chức năng của tế bào gây ra tụy. Ở một số người có sự tiết lượng năng lượng tiết lượng lớn glucose trong máu trong nước tiểu, đó là vì họ có khiếm khuyết là chất vận chuyển glucose. Lượng đường trong máu giảm ở người mắc đái tháo đường có thể làm giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng do đái tháo đường gây ra. Hầu hết các loại thuốc hạ đường huyết hiện nay đều hoạt động thông qua hoạt động của insulin bằng cách cung cấp thêm insulin ngoại sinh, tăng sản xuất insulin hoặc giảm đề kháng insulin. Sự phối hợp giữa các thuốc điều trị đái tháo đường có thể được khuyến cáo. Các lựa chọn điều trị hoạt động hoặc đề kháng insulin hiện đang được nghiên cứu. Các thử nghiệm lâm sàng trên SGLT hiện đang tiến hành trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 để hiểu rõ hơn về tác dụng đào thải glucose qua nước tiểu, về lượng đường glucose cao trong máu, nguy cơ hạ đường huyết qua mức, cộng đồng với chức năng tế bào gây ra và đề kháng insulin, giảm và trọng lượng cơ thể, đợt tiểu thẩm thấu và huyết áp. Chức năng tế bào gây ra tụy và kháng insulin. Vì thuốc tác động trực tiếp lên glucose, nhiễm khuẩn đường sinh dục hoặc chất niệm do tăng nồng độ đường trong nước tiểu. Đái tháo đường type 2 là một bệnh lý phức tạp. Đặc trưng bởi đường huyết sai giảm, suy giảm chức năng tế bào gây ra và tăng đề kháng insulin. Bệnh lý này thường gây khó khăn cho việc điều trị. Thuốc cơ chế này có cơ chế tác động trực tiếp vào nguồn bằng cách giảm đái hấp thu ở thận. Thuốc cơ chế SGLT2 hoạt động cộng đồng với chức năng tế bào gây ra tụy và sự đề kháng insulin. Sự cơ chế SGLT2 đang được nghiên cứu để điều trị đái tháo đường type 2. Dược đường học. Ở đây có hai câu nhé. Để các bạn các gửi file học nhé. Hàm lượng và điều dùng các bạn. Chỉ định của nó là đái tháo đường type 2. Đơn trị liệu khi chế độ ăn kiêng và thể dục không kiểm soát được máu một cách thích hợp, dùng metformin không chuyên nào phối hợp với insulin. Tác dụng phụ và đó là nhiễm khuẩn và ký sinh trùng như viêm âm đạo, nấm âm đạo, viêm bi đầu, một số nhiễm khuẩn sinh trùng khác, viêm đường tiết niệu, mất nước, hạ đường huyết, chống chỉ định. Hiệu quả bảo vệ tim mạch. Đây là các cái này các bạn xem nha. Quảng cáo hình ảnh các loại thuốc. Và chương trình cuối cùng là game show. Chơi cái này. Tóm tắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ đúng rồi ạ. Câu số 3, nhóm gây tác dụng phụ thì có vị kim loại giảm hấp thu vitamin B12. Dạ đúng rồi ạ. Bên ngoài biết là mấy phụ viên ạ. Câu số 3, câu số 4 là câu cuối cùng luôn ạ. Nhóm thuốc nào làm giảm hấp thu carbohydrate ở ruột? Thấy cái mẹ này được không? Nên là các anh chị lưu ý khi mình viết
chỉ bổ sung thêm cái phần về hình thức thôi, chứ còn đối với cái phần thuyết trình và nội dung thì cô ta đã nhận xét chính hết rồi, tại vì có thời gian nữa ngồi đọc hết cái slide của mình đó. Với lại nhớ mình thuyết trình dài quá nghiêm mệt thì không chỉ tóm tắt ý chính lại cho nên nhận đến cái việc nó rất là dài ha, chữ hình nhiều là cô ta nhận xét rồi. Thì cái hình thức của slide của mình bởi vì soạn rất nhiều chữ cho nên chắc chắn hình thức nó sẽ có lỗi, và một số cái lỗi nó thuộc về hình thức nó rất là cơ bản nha. Cái số 1 đó là về biểu viết ma, hình như là nhớ mình bị cũng nhận về biểu viết ma rồi, trừ khi là mình viết ma hết tất cả các chữ cái có cái phần cắt lóc cho cái chủ đề ở ngoài cái tên này nè, thì nó là viết ma hết tất cả các chữ thì nó đúng. Chứ còn mà khi mình viết ma đó một câu thì nó chỉ được phép viết ma chữ đầu tiên thôi, hoặc là tên riêng hoặc là tên danh thôi. Ở này nhớ này hình như là lạm dụng viết ma đúng không, nó có một cái gọi là tức là cái từng chữ đó, tức là viết ma từng chữ đó. Thì lỗi rất là nhiều về tình trạng viết ma từng chữ, hình nhìn nó kỳ kỳ, nó với tiếng Việt của mình nó cái quy định chung á, giữa dòng không viết ma luôn, thì đó là cái lỗi số 1 rất rất nhiều nha, nên rõ là bắt buộc phải trừ điểm. Còn đối với cái lỗi dính chữ và chữ chính tả thì rất là ít, mình cái này phải cho qua nha. Rồi thêm một cái nữa thì bởi vì rất là nhiều và mình tổng hợp cho nên mình bị dính lỗi không, một số trang cái phòng của mình nó còn bị nhảy, nghĩa là mình xài không có chung ở một số nơi, một số dòng nhất định. Rồi thêm một cái nữa, giáo viên đọc slide cũng là viết thành và đánh số, đâu cần cực khổ tới mức ai mà đọc tới mức rồi gặp cái bút mình mà đánh số hết tất cả trong thời gian. Vì lý do mình mà mình cầm bút bi và đánh hết trơn luôn, gọi là cái chuyện vô công dữ vậy. Cái này giáo viên nhìn thấy được làm gì, đánh số mà thấy được cái con số trên slide rồi nên ai được thì sao. Đó là nói về hình thức ha, mình chỉ có nhận xét vậy thôi. Nhớ sợ sợ ai này nè. Còn lại những công tâm nhận xét hết rồi đó. Rồi bây giờ mời nhóm thuyết trình lên trên đây ha. Và lớp sẽ thảo luận về cái vấn đề này. Được chưa? Chiều có thi cử gì không? Không đúng không? Con không có đau đớn chẳng kẹt như tuần trước đúng không? Rồi vậy thì cứ lên đây ngồi ha. Ngoài rồi vậy. Em muốn hỏi là cái thuốc ức chế alpha glucoside có sử dụng cho cái trường hợp là hạ đường huyết lúc đói hay không? Tập cả với cô.
giờ 7 câu hỏi rồi, thôi nhóm em trả lời từ từ đi. Chứ bây giờ là 3 giờ 40 rồi. Dạ. Câu số 1 của chị Trâm là: tại sao nhóm ức chế tinh trùng bằng chuyển SGLT2 mà không ức chế SGLT1? Em xin trả lời là tại vì 90% của glucose được tái hấp thu lại máu nhờ SGLT2 chỉ có 10%, SGLT1 thì chỉ ở thận, còn lại sẽ xuất hiện ở đường tiêu hóa. Với mục đích của cái nhóm này là nhằm mục đích là việc tạo thải glucose, nên mình phải tác động vào ức chế cái kênh đồng vận chuyển SGLT2, từ đó giảm tái hấp thu glucose ở thận, giảm khoan thôi nhé. Vậy thôi bây giờ em trả lời câu hỏi số 3. Cái thuốc ức chế alpha glucose có hạ đường huyết mức đói không? Mình xin trả lời là không nhé. Tại vì cái cơ chế của nó là khi mình ăn á, thì mình ăn vào cái đường đa thì nó sẽ nhờ cái enzyme alpha glucose nó sẽ chuyển thành cái đường đơn đó. Và khi mình ăn vào thì lúc no thì mình có cái đường đa đó, chuyển vào nó sẽ nhờ cái gì mà nó chuyển ra thì mình nó sẽ khi mình dùng cái thuốc đó nó sẽ ức chế cái chuyển từ cái đường đa thành cái đường đơn đó. Sau đó nó chỉ có tác dụng là cái hạ tác dụng là làm giảm, nói chung là giảm đường huyết sau ăn, nó tác dụng kéo dài. Ý là nó làm chậm cái quá trình đào thải đường này, đường đơn đường đa. Tóm lại là khi bệnh nhân bị đái tháo đường mình cần kiểm soát là đường huyết đói và đường huyết sau ăn, đúng không các anh chị? Và cái thuốc của mình thì nó có cái cơ chế là ức chế cái enzyme
trong người của mình á, thường thường là nó không chỉ có một cái enzyme đấy cơ. Không, cô đang hỏi em đang glucosidase là một nhóm nhiều enzyme hay là chỉ một enzyme thôi? Một enzyme đấy cơ. Một enzyme thôi. Yêu hả? Phải không? Rất đồng ý không? Vâng. Đó, thấy chưa? Giờ là không còn tỉnh táo rồi. Đúng không? Enzyme glucosidase là một nhóm chứa nhiều enzyme để phân tách cái đường ra thành đường đơn. Đúng không? Ví dụ xuất ra, ví dụ mang ta, ví dụ là ghép ra, nhưng nó không có chứa enzyme lactase để phân hủy đường đôi lactone. Được chưa các anh chị? Được không ạ? Nhớ nha. Đi đi hỏi thì nhớ nha, đừng nói là chỉ một enzyme ha. Câu số 4 là vì sao các thảo viên giảm vitamin B12? Là bởi vì vitamin B12 có các cấu trúc quá phức tạp, khó hấp thu, nó cần yếu tố nội tại để yếu tố nội tại ép để hấp thu, mà khi cái mét cộng đinh mà uống vào thì nó giảm các yếu tố nội tại, giảm gắn kết, giảm đến là giảm hấp thu vitamin B12. Các bạn đồng ý không? Các bạn đồng ý không? Trên lớp lý thuyết cô giải thích chỗ này cho cô. Vitamin B12 chỉ có ở động vật, không có ở thực vật, và khi mình ăn vào thì nó sẽ liên kết với protein ở trong thức ăn và nó sẽ nhờ axit để tách cái protein về vitamin B12 riêng, rồi sau đó thì tế bào thành ở dạ dày nó sẽ tiết ra yếu tố nội tạng, và lúc này thì vitamin B12 nó sẽ kết hợp với yếu tố nội tạng, và nguyên cái phức hợp này thì nó sẽ xuống phần mồi tràng, nó sẽ được hấp thu đi vào trong máu qua một cái thụ thể nó liên quan tới cái kênh kali. Và metformin thì nó sẽ ức chế cái thụ thể liên quan tới kênh canxi, và cái metformin nó sẽ ức chế cái thụ thể hấp thu vitamin B12 và yếu tố nội tạng ở phần hồi tràng, chứ nó không có ức chế yếu tố nội tạng, được không? À, thì cái này chắc là có một cái bài nào đó các anh chị sẽ đi học ha. Nó sẽ ức chế cái phức hợp giữa vitamin B12 và yếu tố nội tạng hấp thu tại hồi tràng ha. Cho nên những bệnh nhân những người mà ăn chay trường đó các chị, thì người ta có nguy cơ bị thiếu vitamin B12. Còn ở người bình thường chúng ta thì vitamin B12 nó được dự trữ ở gan trong vòng 1 đến 2 năm nên thường vẫn ít bị thiếu vitamin B12 ha. Rồi người nhà tiếp tục ha. Xin trả lời những câu hỏi là cái tác dụng không mong muốn của cái alpha glucosida là gây tiêu chảy đau bụng trung tiền này. Tại vì cái nó tác dụng nó ức chế chuyển cái đường đa thành đường đơn nên thành ra cái đường đa đấy nó sẽ sinh ra cái vi khuẩn thì nó sẽ gây ra cái tiêu chảy này cái đau bụng này. Chỉ nó tạo ra môi trường của vi khuẩn phát triển. Ý là cái tác dụng cái thuốc của mình á, nó ức chế cái quá trình chuyển hóa từ cái đường đơn tới đường đa. Khi mình ăn vào cái đường đa, cái đường đa cái enzyme cái thuốc của mình, cơ chế của nó là nó ức chế chuyển hóa từ đường đa thành đường đơn. Và đường đơn thì thành ra là nó ức chế enzyme đó thì nó sẽ không thể phân được cái đường đó, và thành ra là nó sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, nó làm tăng thêm tình trạng tiêu chảy. Thank you.
sinh ra khí nhiều thì gây ra trung tiết, các anh chị đầy hơi. Và tiêu chảy một phần là do vi khuẩn hoạt động, một phần là gì, môi trường đường là một môi trường ưu trương, và như vậy nó sẽ giúp làm gì, kéo nước từ trong tế bào ruột về trong lòng ruột, nó sẽ làm mềm phân và gây ra hiện tượng tiêu chảy, được không ạ? Đồng ý chưa? Nghe ha. Để trung tiện có biết là gì không? Tiểu tiện, trung tiện, đại tiện biết không? Biết đúng không? Nha, thư tính xì hơi. Vì sao chúng ta nên là đây tăng cân? Tăng cân thì theo mình biết thì khi sử dụng insulin có thể xảy ra hai nguyên nhân chính, là một là việc tăng cường insulin thì có thể làm tăng sự hấp thu chất béo và giảm tổng lượng của đường trong cơ thể, dẫn đến là tích tụ chất béo và tăng cân. Thứ hai là insulin có thể là tăng cảm giác đói, dẫn đến là việc tăng ăn uống và lượng cano tiêu thụ, có phần là việc gây tăng cân. Thế nên các anh chị nhớ mình có những cái thuốc nào giúp kích thích tế bào beta tùy tiết ra insulin, kích thích tế bào beta tùy tiết ra insulin, một là insulinura, hai là chủ vật trên thụ thể GLP-1 và ức chế enzyme DPP-4, đúng không? Nhưng chỉ có SU nó mới có cái tác dụng phụ là gây tăng cân. Còn cái thuốc chủ vật GLP-1 và cái thuốc ức chế enzyme DPP-4 thì nó không gây tăng cân mà nó còn có tác dụng là giảm cân nữa, đúng không các anh chị? Vì sao vậy? Vì hai cái nhóm thuốc này nó có tác dụng phụ thuộc vào nồng độ gluco ở trong máu ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái nhóm SU thì nó kích thích tế bào beta tụy tiết ra insulin ha, và như vậy nó sẽ gây tăng cân vì tác dụng nó tương tự như là insulin. Insulin là một hormone đồng hóa, được chưa các anh chị ha? Như vậy nó sẽ làm tăng quá trình chuyển các cái axit béo thành những cái mô mỡ dưới dạng dự trữ, và bệnh nhân tăng cân ở đây là tăng khối lượng các cái mô mỡ, được chưa các anh chị ha? Rồi mình học chung cái tác dụng phụ của insulin và SU là tăng cân và hạ đường huyết qua mức, chưa? Có câu hỏi là vì sao metformin là nên uống sau khi ăn? Thì bởi vì hồi nãy cũng có nói là metformin á thì nó giảm hấp thu glucose từ ruột vào máu, nên mình uống sau khi ăn nó sẽ giảm hạ đường huyết. Với hai là tác dụng phụ của metformin là gây là buồn nôn, nên mình muốn sau khi ăn thì giảm tình trạng tác dụng phụ. Theo nguyên tắc thì mình phải dùng metformin trước ăn 30 phút các anh chị, nó thì nó mới có tác dụng là hạ đường huyết tối ưu nhất. Nhưng vì cái phản ứng có hạn của nó gây tiêu chảy, để chưa các anh chị về buồn nôn, cho nên người ta mới có cái hướng xử trí, một là tăng liều từ từ, và thứ hai đó là sử dụng thuốc trong bữa ăn hoặc là sau khi ăn, để chưa chứ phải uống sau khi ăn 30 phút nha. Thì tại sao mấy phụ huynh gây tiêu chảy? Thank you.
ở lúc 4 đấy thì mình, nó sẽ làm cho tế bào và phải nhờ sự kích hoạt của các kích hoạt AMPK khi mình tập thể dục ấy, hoặc là có insulin ấy, thì nó mới đưa ở lúc 4 từ trong tế bào này lên trên màng tế bào. Còn khi ở lúc 1, lúc 2, lúc 3 thì nó nằm đã nằm ngoài tế bào rồi, thì nó không nằm trong tế bào. Xin hỏi trả lời.
khuẩn phát triển nên sẽ gây nhiễm trùng đường tiểu. Trong đó có con đường là tân tạo glucose từ lactate.
acid lactic, được chưa các chị? Và kết hợp ba cái này thì nó sẽ tăng nguy cơ nhiễm toan acid lactic nhiều hơn. Tại vì khi mà bệnh nhân sử dụng metformin thì một cái tỷ lệ hiếm gặp gây ra tác dụng phụ là nhiễm toan acid lactic. Tuy nhiên khi mà gặp cái phản ứng có hại này thì phần lớn bệnh nhân tử vong rất cao các chị, tử vong rất cao nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời. Cho nên là cũng chống chỉ định metformin cho những trường hợp bệnh nhân bị thiếu oxy mô, ví dụ như là giảm thể tích máu, ví dụ như là sốc tiêm chủng các chị. Những trường hợp này là sao? Khả năng vận chuyển oxy trong máu nó giảm, cho nên cơ thể mình làm gì? Tăng quá trình tạo năng lượng từ cái nguồn yếm khí các chị. Và khi mà môi trường mình tạo năng lượng từ nguồn yếm khí thì nó sinh ra rất nhiều lactate các chị ha. Cho nên cũng chống chỉ định cái metformin cho trường hợp bệnh nhân bị thiếu oxy mô như là giảm thể tích tuần hoàn ha, hoặc là sốc tim, sốc nhịp nha. Rồi, lớp còn thắc mắc gì nữa không? Hôm nay là hết pin rồi đúng không? Kẹt kiệt rồi. Nãy xíu nữa rồi về với người yêu ha. Vợ con phải là người yêu à? À, người yêu. Đúng không? Yêu là cái thành vợ chứ. Dạ, vẫn là người yêu. Chứ các chị cứ nghĩ nó là một hướng khác đúng không? Đúng. Rồi, vậy các chị ôn bài ha. Thì hôm nay mình học tầm khoảng về bởi cơ chế các chị ha. Thì cái cô nói chỉ định chung là đã thái độ tiếp 2. Còn chị có ba nhóm kia là mình thêm một cái chỉ định nữa ha, cho nó dễ ha. Cơ chế thì từ nãy giờ nhóm đã thuyết trình được rồi và thầy cô cũng đã có điều chỉnh một chút xíu để các chị về dựa vào đó mình học bài nha.